gần đây thì mình cảm thấy như là mình đang bước vào một cái giai đoạn quarter life crisis, hay còn gọi là khủng hoảng tuổi đôi mươi. Xin chào các bạn, mình là Minh, 21 tuổi và hiện tại đang là một sinh viên đại học năm thứ tư. Ở cái độ tuổi của mình ấy, nó đang là một cái sự chuyển giao giữa một thằng sinh viên và một người mà có thể ra xã hội làm ăn bươn trải. Và ở độ tuổi này thì có rất nhiều điều để mà quan tâm và lo lắng, chẳng hạn như là quan hệ này, tiền bạc này, công việc này, học hành này, vân vân. Nhưng mà đối với mình ấy, thì có ba vấn đề chính mà đã dẫn đến cái sự khủng hoảng tuổi đôi mươi. Đó chính là học hành, tình cảm và sự nghiệp. Vậy thì cái cơn khủng hoảng tuổi đôi mươi này nó là một cảm giác như thế nào nhỉ? Có một vài dấu hiệu mà các bạn có thể nhận biết, chẳng hạn như là bất an, chán nản về bản thân, về mọi thứ, luôn cảm thấy mình là một kẻ vô dụng, không thấy nhiều ý nghĩa và niềm vui trong cuộc sống, cảm thấy bất lực, bế tắc, lo lắng về tương lai, hay chỉ hoãn các quyết định, dành quá nhiều thời gian cho việc ngủ và dùng mạng xã hội, và sau đó tự trách bản thân mình tại sao lại lãng phí quá nhiều thời gian như vậy. Chưa thực sự hiểu rõ về bản thân, luôn tự hỏi mình là ai và sau này làm gì, chán nản với việc học tập hay công việc mà bạn đang theo đuổi, dễ mất tập trung hay cảm thấy áp lực stress và dẫn đến việc là không muốn làm bất cứ việc gì hết. Đấy là một vài dấu hiệu mà các bạn có thể nhận biết. Và sau đây thì chúng ta hãy quay lại ba vấn đề chính mình đã nêu ra, đó là học hành. Thì chỉ một từ thôi, đó là chán nản. Mỗi ngày mà mình thức dậy, mình đều cảm thấy mệt mỏi vì đêm trước đó đã thức quá khuya. Và sau đó thì mình đến lớp với một mục đích duy nhất, đó là để điểm danh. Và sau khi mà mình đã điểm danh rồi thì mình sẽ ngồi trong lớp mơ mơ màng màng và không chú ý đến bài học một chút nào hết, hoặc là mình sẽ lại gục đầu xuống bàn và ngủ tiếp. Và mỗi ngày nó cứ trôi đi như vậy, dần dần nó trở thành một cái vòng lặp và mình quen với cái điều đấy đi. Và thực sự thì đó là một cái điều hoàn toàn không tốt chút nào. Cuối cùng thì mình cũng nhận ra rằng là mình đang làm việc này một cách đối phó. 3 năm học đại học và mình chưa bao giờ cố gắng hết mình để mà đạt được một cái học bổng hoặc là được điểm cao. Cuối cùng thì mình chỉ là đang đi học một cách đối phó thôi. Để làm gì? Để cuối kỳ qua được môn à? Hay là để khi mà ra trường thì có một cái tấm bằng đại học ở trên tay và có một cái mark trên mình, đó là một thằng sinh viên đại học ra được trường và có bằng đại học. Cái giá trị thực sự mà bạn nhận được từ đó là gì? Hay là nó chỉ để giúp bạn cảm thấy bớt tồi tệ hơn về bản thân? Mình để ý là cũng có khá nhiều bạn mà cũng đang ở trong tình trạng giống như mình. Thì chỉ có một điều muốn nói, đó là chúng ta nên nhận ra điều này sớm nhất có thể và tìm cách khắc phục nó. Ý kiến cá nhân của mình đó là nếu mà bạn làm một việc gì đấy mà bạn làm nó một cách đối phó thì bạn thà đừng làm nó còn hơn. Hoặc là bạn hãy tìm cách mà giải quyết nó đi, giải quyết cái sự đối phó đấy của bạn. Có một sự thật đau lòng, đó là mình đã sống 21 năm trên đời nhưng mà lại chưa từng một lần có một mối quan hệ với bất kỳ cô gái nào. Bao nhiêu năm của thanh xuân và chưa từng một lần có một mảnh tình vắt vai, nghĩ cũng buồn. Bố mình thì luôn nói đó là mày phải yêu vào đi thì mày mới trưởng thành được. Mình nghĩ là cũng đúng, nhưng mà mình đã quen với điều đó rồi. Và mình thấy rằng là các bạn nữ ở tầm tuổi của mình ấy, khi mà họ yêu ai đó thì họ bắt đầu để ý đến những cái yếu tố khác ngoài yếu tố như là ngoại hình hoặc là tính cách hoặc là tình cảm. Thì mình nghĩ rằng là điều đấy nó cũng là bình thường thôi, tại vì họ phải nghĩ cho tương lai của họ nữa, phải không nào? Ở cái giai đoạn này của mình, một thằng con trai mà chuẩn bị ra trường, tất cả mọi thứ đều bấp bênh, thì chỉ có một thứ duy nhất mà mình có thể tập trung và dồn hết tâm trí vào, đó chính là sự nghiệp, là thứ mà đang khiến mình lo lắng nhất trong thời điểm hiện tại. Về quê thì bố mẹ mình cũng hay nhắc nhở rằng là năm 4 rồi đấy con ạ, mày phải cố tìm lấy một công việc để mà có thể sau này có thể trang trải cho cuộc sống nữa. Mình thì mình cũng có đang làm thêm một công việc, nhưng mà mình thực sự nghĩ rằng là cái công việc này nó không chắc là nó có thể đưa mình đi xa đến đâu. Các bạn biết rồi đấy, sinh viên năm 4 rồi, chúng ta cần phải tìm được một công việc mà phù hợp với năng lực này, có thể đủ chu cấp về mặt tài chính này và có khả năng thăng tiến nữa. Đấy là những điều rất quan trọng. Và những cái yếu tố đấy thì mình đang chưa nhìn thấy được công việc hiện tại của mình. Mong là anh sếp của mình không xem video này. Mà nếu anh có xem thì em nói thế cho nó hợp lý thôi anh ạ. Anh đừng có đuổi việc em nhé. Và ngoài ra thì mình cũng đang làm một công việc nữa, đó là YouTube đây. Và mong rằng là một ngày nào đó nó có thể trở thành công việc chính của mình. Một YouTuber. Oh shit, đợi mình một chút.
Chị ơi, em đang quay vlog, chị bảo các bạn đăng ký kênh, subscribe của em với. Các bạn nhớ đăng ký kênh của bạn Minh nhá. Yeah. Yeah, em cảm ơn. Em cảm ơn nhá. Nhưng mà nhận ra được ba cái vấn đề mà dẫn đến cái sự khủng hoảng tuổi đôi mươi rồi này. Bây giờ chỉ cần giải quyết ba vấn đề đấy là xong đúng không nhỉ? Học hành bây giờ thử cố hết sức xem nào, xem có đạt được cái học bổng không nào. Tình cảm à? Yêu lấy em nào kém tuổi hơn ấy là sẽ có tình cảm trong sáng tuổi đôi mươi thôi. Nghe cũng hợp lý nhỉ. Sự nghiệp à? Cố mà bay nhảy nhiều nơi vào, đến nơi nào mà cảm thấy phù hợp là dừng chân lại luôn. Nghe có vẻ đơn giản đấy, nhưng mà trong tất cả mọi thứ trên đời này, có một thứ mà dù bạn có cố bao nhiêu đi chăng nữa thì bạn cũng không thể nào mà có thêm được. Đó chính là thời gian. Thời gian chỉ có mất đi thôi, chứ bạn không bao giờ mà có thể có thêm được thời gian cho bản thân mình. Chính vì vậy thì bạn cân bằng những cái việc mà bạn đầu tư thời gian vào bằng cách nào. Cả ba việc tình cảm, sự nghiệp và học hành đều cần cái sự cố gắng nhất định, thì bạn cân bằng nó bằng cách nào. Chính vì vậy mà mình có một cái lời khuyên rất là tự tin đối với những bạn ở trong giai đoạn tuổi 20. Các bạn hãy cố gắng học được cách quản lý thời gian của bản thân. Đấy là một trong những yếu tố mà có thể giúp các bạn nắm được quyền kiểm soát cuộc đời mình. Mình thì cũng chưa làm được điều đó đâu, mình đang cố gắng để làm được điều đó. Nhưng mà xung quanh mình có những bạn đã làm được điều đó rồi, không nhiều đâu, nhưng mà có. Không những làm được mà họ còn làm tốt, vừa học vừa yêu vừa làm mà lại còn vừa biết chăm sóc cho bản thân. Vỗ tay gật đầu kiểu Binzy luôn, thán phục các bạn cực kỳ luôn. Mình là kiểu người mà hay thích so sánh bản thân mình với người khác. Steve Jobs năm 21 tuổi đã thành lập ra công ty Apple. Sơn Tùng MTP 21 tuổi đã là ca sĩ nổi tiếng với bài hát Chắc Ai Đó Sẽ Về. Còn mình 21 tuổi thì vẫn đang nghĩ về chuyện chưa từng một lần được nắm tay người yêu. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just... Có một câu nói mà mình từng được nghe đó là Comparison is the thief of joy. Sự so sánh nó là kẻ trộm của niềm vui. Nếu mà bạn so sánh bạn với một người kém cỏi hơn thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái về bản thân mình. Nhưng mà nếu mà bạn so sánh bạn với những người mà giỏi hơn bạn thì bạn sẽ cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình. Thật là nực cười khi mà hồi nhỏ chúng ta luôn ghét việc mà bố mẹ chúng ta đem ra so sánh với con nhà người ta. Nhưng mà khi lớn lên rồi thì chúng ta lại không buông tha cho bản thân mình mà lại luôn đem chính bản thân chúng ta ra so sánh với nhiều người khác. Oh shit! Oh fuck! Có một sự thật đó là bạn sẽ không bao giờ mà có thể dừng cái việc so sánh bản thân bạn với người khác được, chừng nào mà trên thế gian này còn tồn tại loài người. Chính vì thế mà khi nào mà các bạn cảm thấy thất vọng tràn trề khi mà tự so sánh chính bản thân mình với một người thành đạt nào đấy, thì hãy nghĩ đến Morgan Freeman. Đến năm 52 tuổi thì ông mới có một vai diễn để đời trong bộ phim Driving Miss Daisy. Hay là Helen Sander, người thành lập ra gà rán KFC. Cả cuộc đời ông đã là chuỗi những thất bại, cho đến năm 60 tuổi thì ông mới bắt đầu gõ cửa từng nhà và bán những chiếc đùi gà rán đầu tiên của mình. Có thể điều này nó sẽ khiến các bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn đúng không? Nhưng mà vấn đề nó vẫn sẽ còn ở đấy. Khủng hoảng tuổi đôi mươi nó sẽ không tự biến mất. Mình thì cũng chỉ đang đi tìm lời giải đáp cho cái vấn đề này thôi, và sẽ không thể nào giúp các bạn được ngoài việc là làm cái video này và chia sẻ với các bạn về cơn khủng hoảng tuổi 20 của mình. Còn bây giờ thì mình sẽ đi thay đổi kiểu tóc đây. Thay đổi phong cách cũng là một cách để mà làm mới bản thân, và coi như đây là một cái bước thay đổi đầu tiên trong quá trình trưởng thành và thoát khỏi cơn khủng hoảng tuổi đôi mươi của mình vậy.